Kai, EXO, bước ngoặt tạo nên ông hoàng vũ đạo, fashionista chính hiệu. Ít ai biết rằng vở nhạc kịch Kẹp hạt dẻ chính là tác phẩm đưa Kai đến với ước mơ trở thành một vũ công ballet nổi tiếng. Sau khi nhận thấy niềm đam mê và khả năng thiên bẩm của con, ba mẹ nam thần tượng đã đăng ký cho nam ca sĩ tham gia các lớp học nhảy da và ballet. Sau đó một thời gian, cậu tham gia thử giọng cho công ty giải trí SM Entertainment. Vào năm 2007, Kai chính thức trở thành thực tập sinh của công ty giải trí SM Entertainment sau khi giành chiến thắng chung cuộc tại cuộc thi SM Youth Best Contest lần thứ 10. Trải qua những ngày tháng khổ luyện để theo đuổi đam mê, cuối cùng, nam nghệ sĩ cũng chính thức được ra mắt công chúng dưới vai trò nhảy chính của nhóm nhạc EXO. Có thể nói rằng tình yêu với bộ môn ballet đã tạo nên phong cách trình diễn khác biệt của Kai so với những thần tượng cùng thời. Khi bước lên sân khấu, nam thần tượng dường như quên hết thảy mọi thứ và bắt đầu dạo chơi trong thế giới cảm xúc của riêng mình. Giám đốc sáng tạo Alessandro Michelli của Gucci từng hết lời khen ngợi sự cuốn hút của Kai thông qua cách anh làm chủ sân khấu, dám thử sức với cái mới và không ngại bộc lộ cá tính riêng của mình. Biệt danh cỗ máy nhảy hay Dancing King được khán giả dành tặng phần nào ghi nhận tài năng và nỗ lực của chàng ca sĩ. Bước ngoặt trở thành nhóm nhạc dẫn đầu làn sóng Hallyu. Trước khi chính thức ra mắt với vai trò là một mẩu của EXO, Kai đã có cơ hội xuất hiện trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng như video âm nhạc của nhóm nhạc TVXQ, Ha 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 Song cùng với Suho và Chanyeol vào năm 2008. Nam thần tượng cũng từng được biểu diễn trên một sân khấu âm nhạc cùng với Luhan, Chen và Tao bên cạnh các nghệ sĩ tiền bối khác của SM Entertainment. Tại chương trình SBS Gayo Dezen, với khả năng vũ đạo nổi trội của mình, Kai đã vinh dự trở thành thành viên đầu tiên của EXO, được công ty chủ quản giới thiệu thông qua một đoạn video teaser, được ra mắt vào cuối tháng 12 năm 2011. Trong nhóm, nam thần tượng đóng vai trò nhảy chính và những bước nhảy của anh, góp phần làm cho đội hình của EXO luôn luôn nổi bật và thu hút. Khi ra mắt chưa bao lâu, Kai được mệnh danh là cỗ máy nhảy của EXO và luôn được chọn là nam thần tượng có kỹ năng vũ đạo điều luyện và đẹp mắt nhất K-pop. Tháng 10 năm 2012, Kai tham gia vào nhóm nhạc đặc biệt mang tên Unique Unit cùng với thành viên cùng nhóm Luhan cũng như một số nghệ sĩ khác. Sau đó, Kai tiếp tục tham gia vào SM The Performance, một nhóm nhạc dự án đặc biệt khác của SM Entertainment cùng với Lay. Sau khi chính thức hoàn thiện đội hình vào tháng 4 năm 2012, album đầu tay của EXO với hai phiên bản gồm tiếng Trung và tiếng Hàn đã chính thức lên kệ. Dear Ground với những thành công về mặt thương mại đã nhanh chóng đưa EXO trở thành một trong những nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhất thời điểm bấy giờ. Sản phẩm này cũng đã đưa nhóm trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đạt doanh thu 1 triệu bản sau hơn 12 năm ròng rã. Các album phát hành sau đó của nhóm cũng đạt doanh thu cao ngất ngưỡng, liên tục công phá các bảng xếp hạng trong và ngoài nước. Với những tác phẩm đặc sắc và mang đậm dấu ấn của mình, EXO đã trở thành một trong những nhóm nhạc tiên phong, góp phần đưa làn sóng Hallyu vươn ra khắp thế giới. Đặc biệt, album phòng thu thứ 6, Don't Mess Up My Tempo, phát hành năm 2018, đã trở thành sản phẩm đạt thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Hoa Kỳ. Bên cạnh những thành công vang dội về mặt âm nhạc, trong suốt sự nghiệp âm nhạc thăng hoa của mình, EXO cũng đã giành được vô số giải thưởng âm nhạc cao quý. Ngoài tỏa sáng với vai trò là nghệ sĩ thần tượng, các thành viên của nhóm còn tích cực ký kết hợp đồng đại diện cho các thương hiệu nội địa như Nature Republic và Samsung. EXO duy trì phần lớn các hợp đồng quảng cáo xuyên suốt sự nghiệp của nhóm và nhiều lần được Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc xướng tên là nghệ sĩ K-pop quyền lực nhất. Vào tháng 8 năm 2019, Kai trở thành thành viên của SuperM, một nhóm nhạc dự án đặc biệt hoạt động tại thị trường Mỹ do SM Entertainment và Capico Records hợp tác thành lập. Nhóm ra mắt công chúng với mini album đầu tay SuperM vào tháng 10 năm 2019. Fashionista chính hiệu được các nhãn hiệu cao cấp săn đón. Không chỉ được biết đến là một vũ công, ca sĩ chuyên nghiệp, mà Kai còn là một fashionista chính hiệu được các nhãn hiệu thời trang cao cấp săn đón. Nhờ sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cộng với cá tính thời trang độc đáo, Kai đã trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đảm nhận vị trí đại sứ thương hiệu toàn cầu của Gucci. Am hiểu về thời trang và tư duy thẩm mỹ phong phú, Kai được giới mộ điệu đánh giá là một trong những fashion king có sức ảnh hưởng bậc nhất của K-pop. Vừa qua, bộ sưu tập capsule độc quyền của Kai với nhà mốt lừng danh nước Ý Gucci cũng đã được hé lộ, vượt qua cả sự mong đợi của người hâm mộ. Bộ sưu tập này còn đánh dấu một cột mốc quan trọng chưa từng có trước đây khi thương hiệu toàn cầu Gucci lần đầu tiên bắt tay hợp tác với một nghệ sĩ người Hàn. Đến nay, Kai đã giữ vị trí đại sứ toàn cầu của nhãn hàng Gucci trong 2 năm và có thể nhiều năm sau nữa, bởi ta có thể nhận thấy sự ưu ái của Gucci dành cho nghệ sĩ Hàn Quốc này. Bình yên trên đỉnh cao sự nghiệp. Có thể nói rằng Kai đang chạm tay đến đỉnh cao sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình với bảng thành tích được lấp đầy bằng các con số biết nói cả trong âm nhạc lẫn thời trang. Không chỉ hoạt động chăm chỉ dưới vai trò là một ca sĩ thần tượng, một người mẫu chuyên nghiệp mà Kai còn lấn sân sang địa hạt điện ảnh. Vào tháng 1 năm 2017, nam nghệ sĩ đóng vai chính đầu tay trong phim truyền hình Andante trong vai một học sinh trung học. Bên cạnh đó, nam thần tượng được mời tham gia bộ phim truyền hình Spring Has Come. Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên một diễn viên không phải người Nhật đóng vai chính trong một bộ phim do đài phát thanh Wow Wow sản xuất. Sau 8 năm quảng bá hoạt động tích cực dưới danh nghĩa một mẩu của EXO, vào tháng 7 năm 2020 vừa qua, SM đã đưa ra thông báo rằng Kai chính thức ra mắt solo vào nửa cuối năm nay. Vốn được công chúng biết đến như một nghệ sĩ có thần thái biểu diễn xuất chúng, anh chàng đã có dịp chứng minh danh hiệu này thông qua màn debut solo hết sức thành công của mình. Dù chỉ mới là sản phẩm phát hành lần đầu tiên, nhưng bài hát lần này đã giúp Kai đạt được bảng thành tích vô cùng ấn tượng.
Một ngày sau khi ra mắt, MMMS đã đạt gần 9 triệu lượt xem và gần 2 triệu lượt thích trên nền tảng âm nhạc YouTube. Đồng thời, chỉ sau vỏn vẹn 2 tháng ra mắt công chúng, MV ca khúc đã nhanh chóng cán mốc 50 triệu lượt xem, đồng thời trở thành MV solo của nam thần tượng đạt 50 triệu lượt xem nhanh nhất nền công nghiệp K-pop. Hồi tưởng về thời điểm chập chững bước vào làng giải trí, Kai tự nhận mình là một người khá tham vọng khi từng trói buộc bản thân vào suy nghĩ phải đạt được một điều gì đó. Tuy nhiên, sau ngần ấy thời gian, hơn cả sự nổi tiếng, món quà mà nam nghệ sĩ nhận được sau ngần ấy năm là tình cảm ấm áp của các thành viên, của cộng đồng XOL và nhất là khoảng thời gian tuổi trẻ đáng để tự hào.